Thưa quý vị, trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, chúng ta đang thiếu những tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ, phản ánh được tầm vóc của sự nghiệp đổi mới, có tác dụng tích cực đối với việc xây dựng đất nước, xây dựng con người. Với sân khấu, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là đòi hỏi sống còn. Sân khấu muốn tồn tại và phát triển thì phải nói lên tiếng nói mà khán giả hiện nay quan tâm. So với đề tài lịch sử, dân gian, cận đại, số lượng vở diễn về đề tài hiện đại khiêm tốn hơn nhiều. Không chỉ ở sân khấu thủ đô, đời sống sân khấu cả nước cũng lâm vào tình cảnh này. Mặc dù luôn đau đáu với câu hỏi về đổi mới, song những người trong ngành cũng phải thừa nhận rằng đề tài hiện đại luôn là một thách thức với sân khấu truyền thống. Có vẻ như cái sức cạnh tranh của sân khấu đối với các cái loại giải trí khác nó đã không ở cái thế thượng phong nữa. Cho nên là có cảm giác như nghệ thuật sân khấu đang có phần nào đó không đáp ứng được cái nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người xem hôm nay. Trong khi các loại hình khác đã dùng công nghệ, dùng các cái hiệu ứng ảo để mà hấp dẫn, để mà thu hút người xem, thì sân khấu không có điều đó. Ngoài cái trang thiết bị ra thì nó còn phải rất nhiều thứ đầu tư về mặt công sức và cả tiền của. Cái sự đầu tư đủ để cho cái lực lượng sáng tạo có được một cái sự hỗ trợ trong sáng tạo, chính nó cũng góp phần tạo nên cái hiệu ứng, cái giá trị của tác phẩm. Từ những năm 55, 60 thì sân khấu, trong đấy có sân khấu truyền thống, đã có nhiều những cái cuộc cách mạng về cái đề tài hiện đại. Thế nhưng mà nó đi được vào được đời sống thì gần như nó chưa làm một cái thế mạnh. Thế thì làm sao để chúng ta có được những cái thế mạnh trong cái thời kỳ mà bùng nổ thông tin này, trong cái sự phát triển của xã hội? Thì đấy là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, các nghệ sĩ. Phải thừa nhận một điều, đề tài thời sự luôn lôi cuốn khán giả. Nó có một sức hút đặc biệt, đó là hơi thở của cuộc sống, nhịp của thời đại. Để giải quyết việc thiếu vắng đề tài hiện đại trong nghệ thuật sân khấu, theo các chuyên gia, nên tạo điều kiện cho những cây bút trẻ phát huy sáng tạo và sức trẻ. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa sự quan tâm, trách nhiệm của các nhà quản lý văn hóa. Tôi nghĩ rằng là trong cái hội nghị về văn hóa mà Đảng và Nhà nước chúng ta đã tổ chức, thì Tổng Bí thư đã đưa ra 6 cái nhiệm vụ trọng tâm và 4 cái giải pháp ấy. Thì tôi tin rằng sắp tới đây thì chúng ta sẽ có được những cái cuộc cách mạng để phát triển, làm sao cho sân khấu có nhiều những tác phẩm gắn với cái đời sống ngày hôm nay để khán giả đến xem và động viên, và nó cũng tạo ra được một cái xúc tác, một cái nhận thức của khán giả đối với cái đời sống xã hội ngày hôm nay trong cái giá trị chân thiện mỹ ấy. Dẫu biết rằng đề tài lịch sử là vô cùng quan trọng và các nghệ sĩ đều lồng vào chuyện xưa, những vấn đề đương đại để phục vụ khán giả, tuy nhiên khán giả vẫn cần những vở diễn phản ánh trực tiếp cuộc sống của chính họ trên sân khấu. Và việc đi vào đề tài hiện đại cũng là cách để làm mới sân khấu kịch hát, thu hút khán giả, nhất là khán giả trẻ, đến với nghệ thuật của cha ông.